Hello anh em, mình là Trùm Da Bơ Lắc đây. Clip hôm nay mình lên cho anh em Seeker Zip mới với các chức năng farm cực ngon và mượt nhé. Nếu anh em thấy video hay thì đừng quên like và sub ủng hộ kênh ngơ. Mình mau đạt tới 10.000 để mình tạo event nha. Và nếu anh em nào cần cày thuê thì liên hệ mình ở phần mô tả nhé. Ok, bây giờ mình sẽ bật Seeker Zip lên và TC cho anh em xem nha. Seeker Zip này là của Min Gaming nha, với nhiều chức năng như farm mỏ, xương, farm katatoji, farm vô biển và nhiều cái khác nữa nha. Bây giờ mình sẽ bật farm xương TC cho anh em nha. Nhớ chọn vũ khí trước khi bật farm nha. Mình khuyên anh em nên này, chọn vũ khí là võ vì nó sẽ farm nhanh hơn nhá. Chọn Fancy Attack là nhanh nha. À quên nói cho anh em là Seeker Zip này đã có tiếng Việt nha, nên rất dễ xài đối với người rốt tiếng Anh như mình haha. Farm xương cực kỳ nhanh và mượt luôn anh em ơi. Ok, bây giờ mình sẽ qua farm Katakuji và đánh Basi vua bột luôn. Đánh vô bột không kịp thở luôn anh em ơi, haha. Clip mình đến đây thôi, cảm ơn anh em đã xem đến đây nhé.